Xuất ai Cập Ký, chương 22, bảo vệ tài sản. Nếu một người bắt trộm bò hay cừu rồi đem giết hay đem bán đi, người ấy phải bồi thường. Nếu là bò thì một thường năm, còn cừu thì một thường bốn. Nếu kẻ trộm bị bắt quả tang và bị đánh chết, người đánh chết không mang tội sát nhân. Nhưng nếu một vụ xảy ra sau khi mặt trời mọc, Người đánh chết sẽ mang tội sát nhân. Người ấy trộm cắp phải bồi thường. Nhưng nếu không có gì, người ấy phải đem bán để bồi thường cho vụ trộm cắp. Nếu tìm lại được con vật bị mất, nếu tìm lại được con vật bị mất cắp, dù là bò, lừa hay cừu trong tay kẻ trộm và con vật vẫn còn sống, kẻ trộm chỉ phải bồi thường gấp đôi. Nếu một người thả gia súc đi ăn trong một cánh đồng hay trong vườn nho rồi để chúng đi lạc qua và ăn trong cánh đồng của người khác, thì người phải lấy hoa lợi tốt nhất của cánh đồng hay vườn nho mình để bồi thường thiệt hại. Nếu một người nổi lửa đốt bụi gai, rồi lửa cháy lan qua, cháy hoa lợi đã gặt, hoa lợi chưa gặt, hay cháy cả cánh đồng của người khác, người đã nổi lửa phải bồi thường thiệt hại. Nếu một người gọi tiền bạc hay đồ vật, nhà hàng xóm giữ hộ và những món này đã bị trộm cắp trong nhà của hàng xóm, kẻ trộm sẽ bồi thường gấp đôi nếu bị bắt, nhưng nếu không bắt được kẻ trộm, người chủ nhà phải ra tòa để thẩm phán xác định người này có nhúng tay vào vụ trộm cắp tài sản của người kia hay không. Trong trường hợp có người giữ một con bò lừa cừu, áo sống hay bất cứ vật gì đã mất cắp và có người nói rằng cái này là của tôi thì cả hai bên phải đem nội vụ trình tòa. Người bị thẩm phán kết tội phải bồi thường gấp đôi cho láng giềng mình. Nếu một người gửi lừa, bò, cừu hay con vật nào khác cho láng giềng giữ hộ, nhưng con vật bị chết, bị thương hay bị lạc, mất khi không có ai chứng kiến, sự tranh chấp giữa hai bên sẽ được giải quyết bằng lời thề trước mặt Chúa rằng người nắng riêng không nhúng tay vào tài sản của sở hữu chủ. Người này phải chấp nhận lời thề và không được đòi bồi thường. Nhưng nếu con vật bị bắt trộm khi được gửi cho nắng riêng giữ, người này phải bồi thường. Nếu con vật bị thú rừng xé xác, người này sẽ đưa xác con vật ra làm tang chứng và sẽ không bị buộc phải bồi thường. Nếu có một người mượn của nãng giềng một con vật và nó bị chết hay bị thương trong khi không có mặt người chủ, người mượn con vật phải bồi thường. Nhưng nếu người chủ có mặt tại đó, người mượn sẽ không phải bồi thường. Nếu con vật được cho mướn, tiền mướn sẽ trang trải số thiệt hại. Trách nhiệm xã hội Nếu một người quyến rũ một người con gái còn trinh chưa hứa hôn với ai và ngủ với nàng người này phải nạp xính lễ và nàng sẽ thành vợ người nếu người cha nhất định không chịu gả con gái mình người kia vẫn phải trả đủ xính lễ như khi cưới con gái còn trinh không được để cho người hành nghề phù thủy sống người nào nằm với một con vật phải bị xử tử người nào dâng tế lễ cho thần nào ngoài chúa phải bị tiêu diệt đừng bạc đãi ngoại kiều, cũng đừng áp bức họ, vì các ngươi đã là ngoại kiều trong xứ Ai Cập. Đừng làm cho quá phụ và trẻ mồ côi đau khổ. Nếu các ngươi làm cho họ đau khổ và họ kêu van ta, và chắc chắn ta sẽ nghe tiếng kêu của họ, cơn giận của ta sẽ nổi lên và ta sẽ dùng gươm giết các ngươi. Như vậy, vợ các ngươi sẽ thành quá phụ và con cái các ngươi sẽ thành mồ côi nếu các ngươi cho một anh chị em thiếu thốn mượn tiền đừng lấy lãi như người cho vay vẫn làm nếu các ngươi cầm áo sống của láng giềng làm của thế thân thì phải trả áo lại trước khi mặt trời lặn vì áo đó là món duy nhất người láng giềng dùng để che thân lấy gì người đó dùng để đáp khi ngủ. Khi người đó kêu van ta, ta sẽ nghe vì ta giàu lòng thương xót. Đừng xúc phạm đến Đức Chúa Trời, cũng đừng rủa các lãnh đạo dân mình. Đừng chậm trễ trong việc dâng hiến ngũ cốc và rượu nho. Các ngươi phải dâng con trưởng nam cho ta và cũng phải dâng bò và cừu đầu lòng. Hãy để cho chúng ở với mẹ trong 7 ngày nhưng phải đem chúng vào dân cho ta vào ngày thứ tám các ngươi phải là một dân tộc thánh cho ta vậy đừng ăn thịt con vật bị thú rừng cắn xé nhưng phải quăng cho chó ăn